ra đường không chính đáng còn đánh tổ trưởng tổ tuần tra. Huy và Hiện ra đường không có lý do chính đáng nên bị lực lượng phòng chống dịch COVID-19 kiểm tra. Cả hai không chấp hành mà còn chửi bới, đánh lực lượng chức năng. Ngày 16 tháng 8, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Phùng Duy Huy, sinh năm 1978 và Mai Văn Hiện, sinh năm 1986 để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14 tháng 8, Tổ cơ động tuần tra phòng chống dịch COVID-19 của xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc phát hiện Huy và Hiện ra đường không có lý do chính đáng nên đã dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý. Huy và Hiện không chấp hành, chửi bới, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, dùng tay đánh tổ trưởng tổ tuần tra. Ngay lập tức, lực lượng tuần tra đã khống chế, tạm giữ hai người đưa về trụ sở làm rõ.